Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác yêu nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu. Quý vị và các bác các anh em thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay 16 tháng 9 năm 2019, ngày hôm nay thì em xin test một đôi loa Dayton DS77Z. Và đôi loa này có giá bán trong ngày hôm nay là giá bán thanh lý. Và đôi loa này em thanh lý cho các bác với cái giá này là em lỗ vốn 500.000. Thưa quý vị và các bác các anh em, nói rất chân thật. Còn cái địa chỉ cửa hàng của nhà em là ở cạnh nhà thờ thôn Mỹ Động, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Rất mong được giao lưu với tất cả quý vị và các bác các anh em trên khắp mọi miền. Còn thưa quý vị và các bác các anh em, sản phẩm ngày hôm nay thì em test một chiếc ni săn xui AU707DG, mặt gương đẹp, đẹp thiếu hộp xốp, cực đẹp, dòng này khủng châu bò. Giá là 12.500.000 các bác nhé. Công suất 330W, chạy 8 xó than to. Và một chiếc mic các bác đang thấy hiện diện ở trên, đó là một chiếc mic của Nhật các bác nhé. Các bác chờ gọi điện thì chờ em chút, em đang làm video, tí làm xong em sẽ gọi lại cho quý vị và các bác các anh nghe. Và đôi loa Dayton 77Z này thì dòng này nó nặng như là một cái cối đá thủng vậy, thưa quý vị và các bác các anh em. Sở hữu em bán cho quý vị và các bác các anh em đôi loa này với cái giá thanh lý lỗ vốn 500.000 là đây này. Cái vận chuyển về thì nó hơi bị nhăn nheo một chút ở cái góc này các bác nhé. Đây này, hơi bị xấu một chút ở cái góc này, nó nhăn nheo một tí thôi. Đấy, em sẽ quay sát cái máy quay để cho anh em chúng ta được biết. Đấy, một chút thôi nha. Còn đâu thi thoảng bị sắt sẹo như là lăn tăn thì chúng ta không thể tránh được. Đấy, có mỗi hai cái điểm đấy thôi. Còn ở ngoài ra là đẹp keng xà beng luôn, rất là đẹp. Và loa thì bao zin cho quý vị và các bác các anh em tuyệt đối. Một đôi loa Dayton DS77Z dòng T-Bon các bác nhé. Dòng T-Bon. Bây giờ sẽ quay ra cái phía sau để cho chúng ta. Đấy, ở phía sau đẹp lắm các bạn, cực kỳ đẹp luôn, vuông hòm sát cạnh. Đôi loa Dayton DS77Z này có cái trở kháng là 6 ohm. Công suất là 230W một thùng các bác nhé, 230W một thùng. Dòng này củ to phạc. Anh em chơi dòng này thì các bác có thể chơi được đa thể loại nhạc. Và đồng thời hát hò karaoke ở trên đôi loa này thì rất là hay. Đó. Và cái giá bán trong ngày hôm nay là em xin thanh lý lỗ vốn 500.000 cho các bác các anh em để sở hữu. Có hai cái điểm xấu xấu vừa em đã quay rồi. Thì là đôi loa này có giá là 10.500.000 đồng anh em nhé. Giá 10.500.000 đồng. Bữa trước là em quảng bá em bán cho các bác với giá là 11.500.000 thì em được lãi 500. Còn bây giờ em sẽ chịu lỗ 500 và em bán cho các bác với cái giá là 10.500.000 các bác nhé. Đó. Và kể cả cái giá 11.500.000 thì cũng là một cái giá bao rẻ nhất toàn cầu rồi. Thật sự mà nói là như vậy, với các bác là như vậy các bác nhé. Một đôi loa rất đáng chơi trong tầm tiền, công suất 230W. Nó sử dụng bát 32, màng carbon rất đẹp các bác, màng carbon rất đẹp. Và gân của nó là gân vải, gân còn nguyên zin luôn anh em nhé. Gân còn nguyên zin luôn. Và một loa trung đôm, một loa check đôm, kể cả các cái lúm ốc của nó này cũng còn zin luôn này. Lúm ốc này là đều là lúm ốc của hãng Dayton luôn. 100 cái lúm có chữ Dayton cả 100. Các bác thấy cái chữ Dayton mà bờ các bác nhìn này. Đấy, 100 cái, tức là zin đét hết luôn. Giá thanh lý cho anh em là 10.500.000 đồng. Và chiếc âm ni săn xui mặt gương AU Alpha 707DR. Các bác đang thấy rất đẹp. Thật sự vào nói hàng cực đẹp luôn, kính con. Giá là 12.500.000. Còn nguồn phát là một chiếc đầu rất quen thuộc các bác đang được thấy. Khoảng em test mấy hôm nay rồi, giá 3.500.000. Chạy chức năng CD và kiêm đánh DJ. Và hôm nay thì về được một bộ mic, đó là một bộ mic không dây của Nhật các bác nhá. Một bộ mic không dây của Nhật nguyên bản như thế này. Nó có tên, bộ mic này có tên như sau. Bộ mic này có tên là CP Acoustic K8920. Đó. Gồm có hai tay mic rất đẹp, hàng nguyên zin về các bác nhá, hàng nguyên zin, hàng bãi về. Đây là hàng bãi. Và các bác đang được thấy các cái băng dính vẫn còn nguyên cả trên, chưa vệ sinh. Bác nào mua em sẽ vệ sinh cho các bác đẹp và bóng nặng, rất là đẹp luôn.
Và những cái tem này là những cái tem số, nó đã đi theo các cái mic này, đi theo các cái tay vì người ta đã reset rồi các bác nhá. Đó, rất là ok. Còn ngay bây giờ thì xin kính mời các bác, các anh em hãy cùng em đi đến buổi thẩm âm. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác, các anh em hãy liên hệ vào số máy 0966 603 183. Giao hàng toàn quốc, các sản phẩm em vừa báo giá không bao gồm cước vận chuyển. Và quên mất, bây giờ em sẽ báo giá cái chiếc mic này. Một chiếc mic CP Acoustic K8920. Chiếc bộ mic này như thế này, có đầy đủ dây nguồn và hai tay mic đi theo như thế này. Nó có một cái mức giá là 2.200.000 đồng các bác nhé. Đến từ Nhật Bản, Majin Japan các bác nhé, Majin Japan. Rất tuyệt vời. Bác nào có nhu cầu hãy alo sớm cho em để sở hữu. Còn ngay bây giờ kính mời các bác, các anh em cùng thẩm âm. Lần sau xin cảm ơn.